Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh youtube của đồng hồ Quang Lâm Và trong video này thì bên em sẽ trên tay một mẫu đồng hồ rất đẹp đến từ Thụy Sĩ Đây là chiếc Tissot C-Star Automatic T120407 Chiếc này của em là một chiếc new chưa qua sử dụng Và mua trực tiếp tại một sân bay của Đức Và chiếc này về là đầy đủ hộp sổ hướng dẫn sử dụng Đầy đủ phụ kiện đi kèm Size 43 nhé Chiếc này nó sẽ phù hợp với lại những anh em mà có tầm tay loanh quanh tầm từ 16.5 trở lên Và giá thì nó sẽ cực kỳ hợp lý cho một chiếc chưa qua sử dụng của T-Shirt Giá thì sẽ có ở trong phần miêu tả hoặc là trong phần bình luận của video này các bác nhé Đây là cái hộp về kèm này Nó sẽ có một cái hộp bên ngoài, hộp bên trong Đây là cái thẻ của nó Chiếc này được mua vào ngày 18 tháng 9 năm 2023 ở một uh, sân bay uh, Terminal 2 của Đức nhé. Của Đức đấy. Đây là quyển sổ uh, hướng dẫn sử dụng cho chiếc này. Dòng này thì nó sẽ khá to bản một chút, nó size 43 và sẽ chỉ dành cho những bác có cổ tay tầm từ 16.5 trở lên. Thì chúng ta đeo dòng này nó sẽ rất là phù hợp nhé. Sista 1000 thì con này nó là dòng thể thao dưới nước. Nó rất là tối ưu với khả năng chống nước cao lên tới 300 mét nước. Bên cạnh đấy là các núm vặn rồi là nắp đáy đều được làm hở để chúng ta có thể quan sát bộ máy bên trong cũng như là Vành benzen được làm bằng ceramic Nó sẽ rất là sang trọng trong đời sống hàng ngày Tức là trong uh, lúc mà chúng ta đeo Có thể đeo để hoạt động thể thao dưới nước Hoặc là trong môi trường uh, văn phòng Công việc hàng ngày cũng là rất là thoải mái Để chúng ta sử dụng đa năng Đây là mẫu diver đến từ thương hiệu t với độ chống nước lên tới 300 mét nước cực kỳ ấn tượng. Thiết kế của nó thể thao và trẻ trung. Với cái niềng ceramic ở bên ngoài này là cực chất luôn. Con này có kích thước đường kính size 43 nhé. Chỗ này là 43 này, không tính núm. Độ dày của nó là 12,7mm. 12,7. Còn cái lắc tu lắc này là 47mm nhé. Còn độ rộng dây ở đây là 21 Và dưới này là 19 còn nếu mà với size 43 này, dày 12,7 nó sẽ phù hợp với lại anh em mà có cổ tay tầm từ 16.5 trở lên. Thì đeo dòng 43 này là phù hợp này. Dòng này nó là dòng nồi đồng cối đá này. Ngon bổ rẻ. Các bác chờ em một chút. Con này nó nằm trong bộ sưu tập T-Sport của T-Shot nhé Và với thiết kế của nó là một thiết kế mang tính thể thao Với một bộ kim hình lưỡi kiếm và được làm to bản Trên thân của các bộ kim thì có nhiều dạ quang Dạ quang này nó dùng là dùng loại Super Luminova Một loại dạ quang siêu sáng Để đeo khi mà lặn ở dưới nước sâu Thì nó là cái điều kiện thiếu ánh sáng Nên Chúng ta quan sát thời gian nó dễ khi mà lặn xuống nước thì cái điều kiện ánh sáng nó luôn luôn là điều kiện thiếu ánh sáng cho nên dạ quang sáng thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đi lặn nó được an toàn hơn ở bên ngoài này là một cái niềng ceramic niềng chống xước tốt hơn so với lại sơn ở mặt đây của tổng thể nó là một mặt đây màu đen với logo Tissot 1853 ở góc 12 giờ dưới này là chữ Sista tám 80 300 mét nước góc lọc 6 giờ thì có ô lịch lọc và chữ sweet mid các cọc kim thì chúng ta sẽ thấy họ sẽ đan xen giữa các cái chấm tròn hình chữ nhật và hình tam giác và rất nhiều dạ quang nhé này nó sẽ có dạ quang trên kim giờ kim phút rồi là các cọc số à, chúng ta sẽ thấy là dạ quang này nó dạ quang màu xanh lam rất là to to bản ở trên đây cũng có cả dạ quang nữa Ở đây là vành ceramic Nó sẽ xoay ngược được chiều kim đồng hồ để chúng ta tính giờ lặn Mặt kính sapphire nguyên khối nhé Được phủ chống loá Còn thân vỏ dây thì ở đây họ sử dụng Là chất liệu thép không dỉ stainless steel Với màu gray Bên cạnh đấy là cái khóa chốt này Với lại cái khóa an toàn ở đây không có cái khóa này là khi mà chúng ta lặn xuống dưới nước rất nguy hiểm nó sẽ tuột mà rơi mất đồng hồ lúc nào mà chúng ta không biết và khi lặn thì cái tay của chúng ta vẫy rất là nhiều nó khổ khoảng nhiều cho nên là phải có cái chốt an toàn này à, thì đây là bộ máy còn đây là phần núm này có logo chữ T của Tissot còn bộ máy của con này thì nó sử dụng máy Powermatic 80 theo đúng như tên gọi của nó là Tissot Seastar Powermatic 80 thì đây là bộ máy có tên là Powermatic 80 với Swiss Thụy Sĩ là, 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 là sản xuất ra cái bộ máy này với các chức năng phụ như là hỗ trợ cót tay dừng kim dây. Powermatic 80 chính là cái bộ máy ITA 28242 đấy. Nó biến thể lên modify lên cho Tissot hay chúng ta còn gọi là bộ máy ETA c 07 111 đấy là bộ máy của Thụy Sĩ modify cho Tissot lên đến 80 giờ Tissot với các chức năng chính như là kim giờ, kim phút, kim giây và có cả lịch ngày ở dưới này. Bộ máy tám 80 này thì chúng ta cũng không quá là xa lạ nữa rồi. Một bộ máy rất là yên tâm và ổn định để chúng ta dùng hàng ngày. Con này thì nó có khả năng chống nước lên tới 300 mét nước nhé. 33, tức là 1.000 feet để chúng ta đeo lặn thoải mái luôn. Đây đằng sau này, Sapphire Crystal này, Stainless Steel này đây đằng sau vẫn còn các cái siêu ni lông mua ở đức về nhưng vẫn chưa sử dụng tít sót chống nước ba ba trăm mét đó đây một con diver phân khúc bình dân mà lại còn có cả đáy hở nhá thì chúng ta có thể nhìn thấy bộ máy ở bên trong một chiếc đồng hồ diver phân khúc bình dân nhìn được đáy đằng sau là rất là ổn áp rồi chiếc này size 43 trên cổ tay 16.5 đây anh em sẽ thấy nó như thế này độ dày con này nó là 12,7 này lắc tu lắc này là 47 mm đó và đeo trên cổ tay 16.5 nó sẽ như thế này trọng lượng của nó là 180g cho nên là khá là đầm trên cổ tay ai đeo quen thì sẽ thấy là nếu chúng ta quên không đeo thì sẽ cảm nhận ngay được là nó thiếu thốn cái gì đó mặt kính sapphire nguyên khối được phủ chống lóa chống nước thì 300 mét nước là thoải mái sử dụng ba nữa là đồng hồ này được mua tại một store ở Đức cho nên là bạn yên tâm tuyệt đối về chất lượng Mặt kính sapphire phủ chống phản quang Nhược điểm của con này thì nó sẽ là to size 43 cho nên là bác nào mà tay từ 16 trở xuống thì chúng ta không phù hợp Hiện tại thì con này bên em đang có một chiếc với mức giá chỉ có 15 triệu 500 Xin lỗi các bác 15 triệu 800 Và bác nào mà quan tâm mẫu này thì có thể liên hệ bên em theo thông tin địa chỉ phía dưới video Giá niêm yết của hãng cho chiếc này là 795 đô, nó rơi vào khoảng tầm 18 đến 19 triệu. Và nếu các bác mua tại hãng thì sẽ có cái giá niêm yết như vậy. Còn bên em thì hiện tại đang có một chiếc với giá là 15 triệu 800. Bác nào quan tâm mẫu này có thể liên hệ với bên em theo thông tin địa chỉ phía dưới video. Hoặc là truy cập vào website đồng hồ quang com và tìm kiếm thì các bác có thể đặt được chiếc này với mã là 7808. Không thì các bác có thể mua qua điện thoại theo số hotline 0834. 696699 và địa chỉ tại 323 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Và đồng hồ quang lâm nói thật giá thấp trong video như thế nào thì các bác sẽ nhận hàng đúng như vậy. Xin cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.